Ngày 20 tháng 10, một tuần sau khi có quyết định tạm đình chỉ vì tổ hợp nhà hàng, khách sạn Panorama trên đỉnh đèo Mã Mèo Dạt, Hà Giang, địa điểm này vẫn nhộn nhịp trở lại. Theo ghi nhận, vào buổi sáng, trưa và chiều ngày cuối tuần, hàng ngàn khách du lịch các tỉnh thành và khách ngoại quốc tấp nập tới nhà hàng Panorama check-in, dãn cảnh núi đá Tam Mèo, dòng sông Nho Quế. Họ tò mò bởi thông tin trên mạng về tòa tháp xây dựng trái phép trên một trong những tứ đại đỉnh đèo dùng Tây Bắc có thể ngắm núi sông và vụ việc nhóm Nam Phượt thủ tự sướng lưu đe gây xôn xao dư luận trước đó. Ai đến đây cũng muốn chụp bức hình lưu niệm và ngắm cảnh núi sông. Khách du lịch đi theo đoàn hoạt tao du lịch Hà Giang. Từ tầng nhà hàng Panorama, du khách có thể ngắm những đỉnh núi Tam Mèo hùng vĩ, dòng sông Nho Quế thơ mộng và lưu giữ những bức ảnh thú vị. Không chỉ phượt thủ, nhiều gia đình, nhóm gia đình đưa trẻ em, người già lên đây hít thở không khí vùng núi Tây Bắc và tranh thủ chụp hình lưu niệm. Khung cảnh dòng người chật cứng tới Panorama tự sướng, giãn cảnh. Nhiều bạn trẻ thích thú khi chụp được ảnh với núi rừng trên đỉnh đèo Mã. Hàng trăm ô tô, xe máy xếp hàng dài trên cờ để vào điểm check-in Panorama dù tòa tháp này đã bị tạm đình chỉ cung ứng dịch vụ ngủ nghỉ, ăn uống. Toàn cảnh dòng sông Nho Quế và núi đá nhìn từ nhà hàng Panorama. Hiện tại, nhân viên nhà hàng chỉ hướng dẫn du khách ngắm cảnh tại tầng 6, các tầng còn lại bị khóa trái, cấm ra vào. Trước đó, ngày 14 tháng 10, tổ hợp nhà hàng, khách sạn Panorama bị tạm đình chỉ vì xây dựng trái phép trong không gian công viên địa chất toàn cầu UNESCO.